kén mà hai tử mạch nó giãn lớn so với cái động mạch này. Không phải giãn lớn. Dòng nước. Compression nó không xẹt. Ở cái đây nè. Đây là trên thực tế bệnh nhân luôn. Nó có tái lập dòng chảy. Nó có tái lập dòng chảy mấy cái xanh này, huyết khối này. Huyết khối mạng nè, thấy không? Thấy cái echo nó khác. Echo nó tăng sáng hơn. Rồi nó có những cái ca này làm trên lâm sàng thấy đẹp lắm. Mà tiếc là không có lưu được cái video đó mất rồi. Là cái những cái gì xanh này là cái dòng chảy nó tái lập. Nó len lỏi giữa cái huyết khối. Rồi. À, về cái phần bệnh lý suy tĩnh mạch mãn tính vậy. Mãn tính thì người ta sẽ phân loại lâm sàng bệnh tĩnh mạch theo 6 cái C. C0 là không có dấu hiệu bệnh tĩnh mạch, C1 là nó có những cái telangiectasia với reticular veins, tức là giãn tĩnh mạch dạng búi và dạng lưới dưới 3 mm. C2 là giãn tĩnh mạch dưới da trên 3 mm, gọi là varicose vein. C3 là có phù. C4A là tăng sắc tố da hoặc là chàm. C4B là viêm mảng sơ hóa da và mô dưới da chi dưới. C5 là loét tĩnh mạch và đã lành sẹo. C6 là xét tĩnh mạch tiến triển. Rồi khi bệnh nhân có đánh giá theo mấy cái C này, nếu bệnh nhân có triệu chứng là symptomatic thì sẽ là bao gồm nặng là đau tê ngứa da cứng cơ, thì bệnh dùng mình để là C2S, tức là bệnh nhân có cái giãn tĩnh mạch dưới da đường kính trên 3 mm cộng với có triệu chứng. C2A là không có triệu chứng. Đây là C mấy? C1 ha. C1 C2 ha. Lét tĩnh mạch đang tiến triển. C6. Suy tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch thì nó siêu âm giúp cung cấp đường đi giải phẫu học tĩnh mạch năm sau các vị trí chạm ngược, đo kích thước các tĩnh mạch xuyên, giúp cho xác định để xác định cái việc điều trị là sơ hóa tĩnh mạch và bảo tồn các tĩnh mạch bình thường, và giúp theo dõi điều trị để ép sau sơ hóa. Suy van tĩnh mạch thì nó là cái hậu quả của tăng áp lực tĩnh mạch ha. Suy van tĩnh mạch nguyên phát thì hay gặp nhất, chiếm 80%. Suy van thứ phát là do huyết khối tĩnh mạch chấn thương nhiễm trùng suy tim, chẩn đoán dựa vào cái dòng trào ngược qua van tĩnh mạch đủ tiêu chuẩn chẩn đoán, dòng trào ngược tự nhiên hoặc qua nghiệm pháp để ép đoạn xa của chi, nghiệm pháp van Sava. Van Sava thì là chỉ áp dụng cho những tĩnh mạch mà nó có khả năng thay đổi theo hô hấp. Cái bảng cái tiêu chuẩn này á, nó tương đối là nó dễ làm, nó chi tiết, mình dễ áp dụng. Bình thường thì sẽ có phần lớn slow về phía tim và dòng trào ngược là dưới 0.5 giây. Khi mà suy van tĩnh mạch nặng thì cái dòng trào ngược kéo dài lớn hơn hoặc bằng 1 giây và vận tốc lớn hơn 10 cm/giây, hoặc cái thể tích dòng trào ngược nó lớn hơn thể tích cái dòng gia tăng do mình chèn ép. Và khi suy van tĩnh mạch nhẹ thì dòng trào ngược kéo dài dưới 1 giây, hoặc là cái dòng trào ngược này nó trên 1 giây mà cái vận tốc nó dưới 10 cm/giây, hoặc là thể tích dòng trào ngược nhỏ hơn thể tích dòng gia tăng do chèn ép. Đây cái nghiệm pháp van Sava biểu diễn nó bình thường. Rồi đây cái suy van tĩnh mạch đường chung nha. Nghiệm pháp van Sava dương tính. Khi bệnh nhân hít vào, cái giai đoạn hít vào vẫn có xuất hiện dòng trào ngược, vậy là nghiệm pháp van Sava dương tính. Chẩn đoán là có suy van tĩnh mạch đường chung. Nghiệm pháp chèn ép, đây là chèn ép ở phía dưới của cái đầu giò. Đầu giò đây mình chèn ép phía dưới đầu giò để đẩy máu qua khỏi cái van, sau đó máu nó sẽ tự phục ngược lại. Thì để mình coi cái dòng trào ngược như thế nào. Đây là cái dòng gia tăng do chèn ép nha. Sau đó không có dòng trào ngược, chứng tỏ đây là không có suy van tĩnh mạch. Rồi đây cái này, đây là dòng gia tăng do chèn ép, đây là dòng trào ngược. Thời gian là 2.36 giây, tức là lớn hơn bằng 1 giây. Vận tốc nó là trên 15 cm/giây, lúc này phải 20 hay là nhiều nó không biết nữa.
như vậy theo tiêu chuẩn của mình. Đây là suy gan lĩnh mạch nặng, vì cái dòng trào ngược này thời gian trên lớn hơn bằng 1 giây và vận tốc lớn hơn 10 cm giây. Đúng không? Rồi, đây là suy gan lĩnh mạch thì lớn nặng. Rồi, cái trường hợp này động mạch chày trước, tĩnh mạch, do tĩnh mạch chày trước thì đây là dòng gia tăng, đây là dòng gia tăng, đây là dòng trào ngược, thời gian của nó là 0,7 giây, nghĩa là dưới một giây. Vận tốc dưới 1 giây, thời gian dưới 1 giây nè, và trên 0,5 giây mà dưới 1 giây, đúng không? Như vậy là đã xác định là nhẹ rồi, khỏi cần đo vận tốc cũng được luôn. Đây, nhẹ, dòng trào ngược kéo dài nhỏ hơn 1 giây. Rồi đây, tĩnh mạch chày sau, đây là dòng gia tăng, đây là dòng trào ngược. Mình nhìn mình cũng thấy là thể tích của cái dòng trào ngược nó lớn hơn thể tích dòng gia tăng rồi đó. Kiểm tra hết. Rồi thời gian của nó là 1 giây, lớn hơn bằng 1 giây, 1 giây. Vận tốc của nó trên 10 cm giây, là đây là số 40 mà nó còn trên nữa được. Chỉ là suy ra tĩnh mạch chày sau nặng. Bài mình đến đây là hết. Không mệt, không mệt. Rồi vậy cảm ơn các anh chị nha.